Rồi, như vậy là có ba bạn mới. Thì cái công việc của chúng ta trong cái thời gian tới này, thì các bạn vào trong công ty các bạn đã biết rồi. Hiện tại chúng ta có rất nhiều việc chúng ta phải xử lý. Thì trong cái buổi đầu cuộc họp này thì sẽ có một số những cái chúng ta điều chỉnh. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ tập trung nghe các trưởng phòng báo cáo xem là phòng ban nào được chậm hay lụt hay là cần hỗ trợ hay không. Thì có một số những cái chúng ta cần lưu ý trong thời gian tới này. Một số những công việc chúng ta cần thay đổi này. Một cái công việc đầu tiên chúng ta cần phải tập trung vào đấy chính là bộ phận viên truyền thông. Đấy, xác định là trong cái thời kỳ nào đi chăng nữa thì truyền thông vẫn là số 1, đúng không ạ? Đấy, truyền thông thì vẫn là bộ phận đấy, phòng ban mà được chúng ta tập trung, chúng ta đầu tư. Thế thì cái đơn giản nhất nói về truyền thông, các bạn hình dung này, khi một khách hàng người ta nhắc đến MarkHome ấy, là người ta phải nhớ là MarkHome có cái gì khác so với lại những đơn vị còn lại thì người ta mới nhớ được, đúng không ạ? Hay đơn giản nhất là các bạn nhớ cái gì trong đầu, trong đầu mình có nhớ được cái gì, thấy sự khác biệt không? Đấy, dĩ nhiên là để mà khách hàng mà nhớ được về một công ty thì thứ nhất chúng ta phải khác biệt với lại những đơn vị còn lại. Nếu như chúng ta không khác biệt thì chúng ta không có gì khác. Đấy, không gì khác cả. Thế thì các bạn hãy xem những cái hiện tượng mạng ấy, các bạn thấy là có những cái mà gọi là những cái nhân vật hot TikToker hay là hot YouTuber ấy, thực chất là họ tài thì mình không nói tới, nhưng mà mình nhớ được họ vì họ khác biệt, đúng không ạ? Đấy, mình nhớ được ai, nhớ được những cái nhân vật mà người ta nổi trên công chúng, thực ra nó là cái sự khác biệt thôi. Thế thì MarkHome chúng ta muốn tồn tại được thì chúng ta cũng phải có sự khác biệt. Đấy, nếu như chúng ta không có sự khác biệt thì chúng ta sẽ bị lụi tàn. Thế thì cái khác biệt đầu tiên là chúng ta sẽ tập trung kích hoạt lại những cái chương trình, ví dụ như là có kiến trúc sư nước ngoài hay là có kỹ sư nước ngoài giám sát, đúng không? Cái này là cái chúng ta đã làm cách đây 2 năm rồi. 2 năm trước khẳng định các bạn là MarkHome chúng ta còn là đơn vị tự tin mà có bạn Ziad đấy, đúng không? Bạn Ziad, bạn ấy bay sang đây bạn công tác thì cũng đâu đấy được gần 2 năm. Đấy, và ít hay nhiều thì bạn Ziad cũng đã giúp cho cái thương hiệu MarkHome của chúng ta nổi tiếng hơn. Bởi vì ít có một công ty thiết kế nào mà tuyển dụng các bạn nước ngoài. Thế thì sắp tới chúng ta cũng phải tập trung vào cái truyền thông đầu tiên, tức là tập trung kiến trúc sư cộng kỹ sư nước ngoài. Đây là một trong những cái rất khác biệt của MarkHome chúng ta, nhưng mà các bạn biết là 2 năm trước chúng ta làm mới ở cái mức vừa đủ, và trong cái thời gian tới chúng ta sẽ phải tập trung rất mạnh về trong cái đội này. Thì thứ nhất là yêu cầu phòng truyền thông, một là chúng ta tuyển dụng. Đấy, các bạn cứ tuyển dụng liên tục kiến trúc sư nước ngoài. Đấy, cho dù có người ứng tuyển hay không, không quan trọng, mà ít hay nhiều các công ty khác người ta thấy đơn vị MarkHome mình, người ta cũng sợ một phần. Cái quái vào các ông bên này nó trí tuyển kiến trúc sư nước ngoài, đúng không? Đấy, cái thứ hai là thầy phong thủy. Đấy, cái này chúng ta làm tốt rồi. Trong thời gian vừa qua là ít hay nhiều là khách hàng biết là bên MarkHome có các thầy phong thủy làm việc. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta làm nó chưa đủ độ. Tức là những cái video các bạn quay lên hay là những cái tình huống các bạn xử lý nó chưa đủ độ. Chưa đủ độ đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khách hàng người ta chưa quen, chưa hình dung ra được ông thầy phong thủy ông về nhà mình sẽ giúp cho mình là cái gì. Đấy, để hỗ trợ được cái gì. Đấy là cái chúng ta phải tập trung chúng ta làm. Đấy, chỉ cần các anh em làm tốt cho tôi hai cái đấy thôi. Đấy, là ít hay nhiều các khách hàng khác người ta sẽ đồn thổi đây là bên MarkHome có những cái này. Đấy, đúng không? Đấy là cái việc đầu tiên chúng ta phải lưu ý bên cái kế hoạch của bên phòng truyền thông. Cái thứ hai là các bạn phải để ý viết comment trên các nền tảng. Đấy, ví dụ như YouTube này, Facebook, TikTok. Đặc biệt đấy chính là YouTube. Tại sao ta phải làm cái này? Đấy, tại sao ta phải làm? Các bạn biết là khi mà khách hàng người ta xem một cái bài viết của chúng ta ấy, hay là khách hàng người ta xem một cái video của chúng ta, cái việc đầu tiên khách hàng người ta không xem hết video, mà đến 70% khách hàng người ta sẽ đọc comment. Đấy, đúng không? Đấy, khẳng định với các bạn là 70% khách hàng cái thói quen người ta làm ấy là người ta đọc comment trước. Xem đơn vị này nó có cái gì. Đấy, xem là cách phản hồi của những khách hàng đã làm người ta
có những cái gì. Thế thì cái việc viết này chúng ta duy trì, chúng ta làm điều độ nó rất tốt. Nó giúp cho khách hàng là gì ạ? Có những cái khách hàng hình dung ra được, à tổng quát ra có rất nhiều các đơn vị người ta làm bên Bác Hôm rồi. Và có rất nhiều những cái khách hàng người ta chọn Bác Hôm rồi. À, ngay cả trên những cái kênh chính như thế là một số kênh như nhà to hay là nhà ép cũng vậy thôi. Người ta đều có hệ thống bơm sắp phía sau và hệ thống chạy comment tự động phía sau. Các bạn có hình dung, các bạn đọc, các bạn thấy là mấy nghìn bình luận, thực ra không phải. Thực ra phía sau họ là cả một cái đội ekip. Tất cả những cái video người ta chạy xong, người ta sẽ bơm tiền quảng cáo cho nó. Đấy, bình thường thì sau một ngày các bạn để ý là sau một ngày đấy chỉ có vài nghìn, nhưng mà sau một, hai ngày nó trở đi nó sẽ lên đến cả hàng trăm nghìn. Dĩ nhiên là khi người ta đã quen rồi thì nó sẽ trở thành cái xu hướng để người ta lựa chọn. Đấy, thế thì Bác Hôm mình cũng phải làm cái việc này. Đấy, thế thì trong cái thời gian qua thấy các bạn làm nhưng mà nó chưa được đạt yêu cầu. Tức là có những bạn là viết cho có những bạn là thích thì viết, không thích thì viết, không thích thì thôi, đúng không ạ? Tức là chúng ta làm nó chưa đặt lên cái trách nhiệm của mình lên trên đầu. Đấy, thế thì các bạn phải để ý là trong cái thời gian tới này tôi yêu cầu toàn bộ từ giám đốc đến hết tất cả anh em, đến các trưởng phòng. Lâu nay là đang có một cái là gì ạ? Đang ưu tiên cho giám đốc, phó giám đốc của các trưởng phòng là không phải viết, nhưng mà trong bắt đầu từ ngày mai yêu cầu từ ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc hay là các anh em trưởng phòng, chúng ta chỉ dành ra một buổi sáng đâu đấy mất khoảng tầm 1 phút thôi. Đấy, cùng lắm là 5 phút, mất đi khoảng 5 phút của bạn. Nhưng cái độ hiệu quả nó để lại sau này nó rất lớn. Đấy, thế thì chúng ta sẽ dành thời gian cho nó tầm 5 phút buổi sáng là từ mấy giờ? Từ 8 giờ sáng. Đấy, buổi chiều là 13 giờ 30 và xế chiều. Đấy, hoặc là trước cái tối đi. Đấy, thì chúng ta có thể là 17 giờ 30. Tôi khẳng định với các bạn rằng là ba cái mốc giờ này chúng ta ngồi và chúng ta cũng chưa làm việc. Đúng không? Đấy, kể cả là 8 giờ chúng ta ngồi thì ít nhất hay nhiều chúng ta phải mất tầm 15 phút gọi là định hình. Đấy, định hình xem là check tin rồi là đọc một vài cái comment rồi ổn định. Đúng không ạ? Sau đấy là đến 13 giờ 30 lúc đấy là mới ngủ dậy thì cũng chưa ai làm gì cả. Đấy, cũng mới là đang phải tìm cái bài báo nào để đọc hay là tìm cái bộ phim nào hay để chúng ta xem. Đúng không? Đấy, chắc chắn là chúng ta sẽ xem. Đấy, nhiều bạn làm kiến trúc sư thì các bạn biết rồi, cái màn hình lúc nào cũng bé bé bên cạnh để xem, thì cái việc mà các bạn tốn đấy là cái việc các bạn chọn phim. Thì thay vì chúng ta chọn phim, chúng ta dành cho nó tầm 1 phút thôi, sau đấy chúng ta lại quay lại chọn phim. Đấy, tiếp tục chúng ta chọn cái phim hay chúng ta bật. Thế thì trong 3 mốc này các bạn lưu ý nhá. Đấy, để dành cho nó. Đấy, bởi vì hàng ngày chúng ta chỉ lên có 3 video thôi. Đấy, tranh thủ chúng ta dành, chúng ta viết comment. Và trong thời gian qua tôi có để ý các bạn Nguyên. Nguyên đâu nhỉ? Nguyên mặt bằng. Nguyên là có đội ngũ đằng sau rồi. À, bạn Nguyên thấy bạn đấy comment rất là chăm chỉ, gần như là không phải nhắc, cứ đến là bạn ấy viết, bạn ấy viết comment rất đầy đủ. Đấy. Hay là bạn ấy đang ở nhà nghỉ đẻ? Có cháu comment hộ. À, được. Thế thì kể ra mà đi là chúng ta cũng phạt đấy, cái trường hợp đấy là sử dụng công cụ bên ngoài rồi. Đấy, nhưng mà các bạn thấy là bạn ấy nhắn, tôi thấy có những hôm là nửa đêm thấy viết comment, tức là mình đánh giá cái tinh thần làm việc bạn ấy rất cao. Đấy, các bạn không tin là để ý cái nick của bạn Nguyên Nhữ xem. Thế thì yêu cầu nhá, từ ngày 15 đấy, tháng 2 là toàn bộ 100%. Đấy, chúng ta tạo được một cái thói quen đi, không cần phải nhắc. Bởi vì sao? Khi mà nhắc ấy, gửi cái link vào trong nhóm ấy thì cái tin nhắn nó nảy lên rất nhiều. Bởi vì chúng ta có tận 200 người mà các bạn thấy cái tin nhắn nó cứ tinh, đúng không? Đấy, nhiều khi là nó khó chịu, nhiều khi bạn là mình comment rồi. Thế thì chúng ta hãy xem nó là cái việc mà chúng ta nên làm là hàng ngày. Đấy, thì cái đấy chúng ta không phải nhắc nữa. Đấy, thì cái này các bạn lưu ý cho tôi là cái việc mà này tôi sẽ kiểm tra một số. Đấy, sau này chúng ta chỉ kiểm tra một số nick xem có đúng hay không thôi. Đấy, còn các sếp, các ban lãnh đạo giả phạt nặng gấp đôi. Đấy, tạo thành cái thói quen đi. Thấy chưa? Và vấn đề thứ ba là bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 chúng ta sẽ chuyển 100% quân số xuống dưới Hà Đông này làm. Đấy, đúng chưa? Mới ban đầu thì có thể là các bạn thấy là đi lại từ văn phòng Linh Đàm xuống đây chúng ta thấy là xa, đúng không? Nhưng mà dần dần tuần nào cũng xuống đi họp phải trở thành nó gần, đúng không ạ? À, tức là nó quen rồi thì nó gần.
Đấy, có thể là ngày xưa các bạn đi lại thấy nó là ui xa thế nhỉ, cách tận 10 cây. Đấy, cách tận 10 cây mà lại đường lại tắc, nhưng mà dần dần đi lại ta thấy nó chuyện bình thường. Đấy, có những bạn đi rơi vào tầm 15-20 phút thôi, nó cũng giống như thế cái trụ sở cũ của chúng ta thôi. Đấy, thay vì một cái các bạn dậy lúc 6 giờ thì thay vì bây giờ các bạn để dậy lúc 5:30. Đấy, nó khác một cái đấy thôi. Đấy, nhưng mà lưu ý chúng ta là từ ngày 28 tháng 4 chúng ta sẽ dồn quân số xuống ở đây. Và xuống ở đây dĩ nhiên là nó cái lượng nhân sự nó cũng sẽ rất là đông. Đấy, lượng nhân sự rất là đông. Nhưng mà chúng ta sẽ đỡ đi những cái chi phí quản lý. Đấy, những cái chi phí phụ. Ví dụ như gửi xe hay tiếp khách hay là quản lý hay in ấn, tất cả chúng ta dồn vào một bộ máy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều những cái chi phí không cần thiết, đúng không ạ? Đấy, như các bạn biết là bên văn phòng lãnh đạo chúng ta đang mất đâu đấy khoảng 50 triệu tiền thuê mặt bằng, cộng thêm với khoảng 20 triệu tiền điện nước. Đấy, cộng thêm với lại những cái tiền phí khác. Đấy, các bạn biết là một tháng chúng ta mất khoảng tầm 70-80 triệu, đúng không? Thế thì trong cái chiến dịch, trong cái năm giữa năm nay tôi đã ra cái hạn cuối cùng cho các anh em ban lãnh đạo là trước tháng 6. Chúng ta phải giải quyết triệt để những cái vấn đề mà những cái chi phí lớn đang còn là phải giải quyết triệt để. Chúng ta sang với lại một cái khoảng thời gian tới là khoảng thời gian chúng ta không mất những cái chi phí đấy nữa. Ngay kể cả trong những cái mặt bằng ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy thôi. Trả lại hết những cái chi phí nào chúng ta cần gói gọn, chúng ta sẽ gói gọn. Trong những trường hợp ví dụ như thế là 1-2 năm sau cái thị trường nó vẫn đi xuống, nó chưa có dấu hiệu quay lên, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ sử dụng 2 tầng thôi, còn lại 5 tầng dưới chúng ta cho thuê. Mỗi tháng chúng ta cũng sẽ có được tầm khoảng 100-200 triệu ở đấy, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cứ cho thuê thôi, mỗi sàn này chúng ta cho thuê tầm khoảng 15-20 triệu đấy, cho những cái công ty văn phòng. Tức là mỗi một trụ sở chúng ta sẽ có những cách là tiết giảm chi phí đấy, chúng ta phải gia tăng được cái lợi nhuận lên để chúng ta đối phó với những cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thế từ ngày 28 các bạn lưu ý nhé, cái này đã có cái biên bản rồi, đã yêu cầu ban lãnh đạo để đề xuất biên bản rồi, nên chúng ta để ý một chút. Một cái vấn đề thay đổi nữa thứ năm này, vấn đề này rất là quan trọng, đấy chính là để mà chúng ta đối phó được với lại những cái tình hình thị trường nó xuống ấy. Các bạn để ý rằng có rất nhiều đơn vị bây giờ người ta đang áp dụng cái chương trình là giảm giá, đúng không? Rất nhiều ở trên thị trường. Dĩ nhiên Mắc Hôm chúng ta là đơn vị gọi là may mắn, chúng ta vẫn giữ được cái lượng khách hàng. Nhưng mà đa số những cái đơn vị bé, những đơn vị có quy mô tầm khoảng 50 người trở xuống, người ta đã tính cái bài toán là gì ạ? Là phải giảm giá. Bởi vì họ sắp chết rồi. Bây giờ khách người ta cũng phân vân, bây giờ thà rằng chọn cái đơn vị này, người ta chọn đơn vị Mắc Hôm. Các bạn biết là bên ngoài kia thị trường chúng ta nó cạnh tranh rất khốc liệt. Đấy, có những đơn vị người ta nhận chỉ đâu đấy khoảng tầm cỡ 60-70 nghìn một mét vuông thôi. Đấy, các bạn không tin các bạn search lên trên mạng, các bạn gọi một số đơn vị, các bạn sẽ thấy được có những đơn vị người ta nhận 60.000-70.000 một mét vuông. Tức là nó chỉ đủ lợi nhuận cho họ đâu đấy tầm khoảng 5-10%. Lợi nhuận rất thấp nhưng họ làm. Bởi vì không làm họ không có khách. Họ mà lấy cao như mình 150.000 hay là 250.000 hay là 450.000 như mình thì chắc chắn họ sẽ không gì ạ. Không được cạnh tranh được, bởi vì Mắc Hôm là có thương hiệu lâu năm rồi. Thế thì khách hàng người ta sẽ lựa chọn bằng cách là có những khách hàng người ta vẫn cân đo đong đếm. Đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng 4% khách hàng. Người ta vẫn phân vân, người ta vẫn nghĩ là rằng là gì ạ? À bên này sao nó lại tận 145.000 ở bên kia nó lại tận chỉ có 70.000. Thế thì người ta sẽ phân vân. Thế thì trong cái công việc ở trong những cái thời gian tới là chúng ta phải tính trước đi. Đầu tiên là về cái thiết kế này. Thiết kế. Lâu nay chúng ta đang biết là đơn vị chúng ta đang làm là 145.000 trên một mét vuông. Đấy, đây gọi là cái sản phẩm chim mồi. Các bạn hình dung là sản phẩm chim mồi nó là một trong những cái sản phẩm chủ lực của bất kỳ một cái sản phẩm hay là một cái thương hiệu nào cũng vậy. Luôn luôn có cái sản phẩm chim mồi. Thế thì cái phần số 6 là cái bên chăm sóc thi công này. Đấy, khi mà đã áp dụng như này thì phòng chăm sóc thi công với phòng dự toán chúng ta phải ngồi lại. Đấy, chúng ta phải tính lại để chúng ta đưa được cái bài toán cho khách hàng. Và cái nữa là các bạn biết là trong cái thời điểm này là các cái khách hàng người ta đang rất cần khởi công gấp. Đấy, nên yêu cầu là các bạn phòng chăm sóc thi công chúng ta để ý là tư vấn khách hàng, nhắn tin gọi điện cho khách hàng. Đấy, để tránh những cái trường hợp là khách hàng đến ngày động thổ thôi mà chúng ta là chưa thấy mặt mũi đâu. Đấy, nên các bạn phải lưu ý, đặc biệt ở phòng chăm sóc thi công chúng ta đang rất đông. Trong cái năm nay chúng ta tổ chức là bộ phận chăm sóc thi công đang là rất đông rồi. Đấy, nhưng yêu cầu các bạn phải làm tốt, kể cả là những khách hàng người ta đã qua thiết kế rồi. Đấy, chúng ta cũng bỏ sót rất nhiều.
Ví dụ như có những cái tin nhắn mà khách hàng nhắn, tôi thấy rất nhiều các bạn chỉ nhìn không xem không mà không có trả lời. Ví dụ như khách hàng người ta hỏi xem là cái móng này thi công hết bao nhiêu sắt, hay là thi công là khi nào bộ hồ sơ hoàn thiện. Đấy. Thế thì những cái câu hỏi đấy thì các bạn trong sau thi công các bạn phải hiểu rõ là đấy là nhiệm vụ của chúng ta. Đấy, bất kể những cái khúc mắc gì của khách hàng, là bảo phòng chăm sóc thi công phải là phòng giải đáp đầu tiên. Đấy, còn lại thuộc phòng ban nào lúc đấy phòng chăm sóc thi công sẽ gọi cho phòng ban đấy để gọi cho khách hàng. Hay được không? Để tránh những trường hợp là khách hàng người ta gọi hay là nhắn tin thì dĩ nhiên các bạn phân ở dưới thì các bạn ấy mỗi người một nhiệm vụ rồi. Các bạn làm mặt bằng này các bạn ấy dĩ nhiên cũng không biết trả lời. Hay bạn 3D, bạn kết cấu bạn cũng sẽ không trả lời được những câu hỏi đấy. Thế thì cái bạn phòng chăm sóc khách hàng là những bạn chăm sóc thi công, là những bạn phải giải quyết mọi vấn đề của khách hàng, kể cả là khách hàng không thi công hay là khách hàng chỉ thiết kế thôi. Thế là thứ bảy là chúng ta mặc định là cái ngày mùng 5 ấy. Đấy, mặc định là cái ngày mùng 5 hàng tháng. Đấy, là chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật với lại trao thưởng cho những anh em mà làm tốt ở trong tháng vừa rồi. Đấy, chúng ta nhớ là bắt đầu từ tháng sau chúng ta cứ chọn là ngày mùng 5. Bây giờ thì chúng ta có sân khấu rồi. Đấy, sân khấu nó sẽ là nơi chúng ta tổ chức những hoạt động ngoại khóa cho các anh em, có thể là gì ạ, giao lưu văn nghệ. Chúng ta rất cần những cái sân khấu để cho các bạn hàng tháng để xem cái giọng hát của các bạn là hay đến đâu, đúng không? Tuy nhiên là trong công ty mình có rất nhiều những ca sĩ âm thầm nhưng mà lúc hát lên là rất là hay. Đấy, nên là hàng tháng chúng ta có những hoạt động ngoại khóa như thế là sinh nhật này, cắt bánh rồi tặng quà cho những bạn có ngày sinh ở trong tháng thì chúng ta gom hết lại vào ngày mùng 5. Đấy, bạn nào sinh nhật vào tháng 2, tháng 3 chúng ta cứ gom lại vào hàng năm. Chúng ta tổ chức cho các bạn đấy tặng quà, thổi nến. Đấy, có những buổi tiệc nhỏ nhỏ thôi. Nhưng nó sẽ kết nối đấy, toàn bộ các nhân sự ở trong công ty chúng ta với nhau. Đấy, một cái nữa là chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ. Đấy, sau này là không thể có những cái là chỉ mỗi hát. Chúng ta có thể là biểu diễn những cái khác như thể múa cũng được. Đấy, rất nhiều anh nào múa rẻ, múa đẹp, chúng ta chia team ra. Đấy, và đặc biệt là hàng năm chúng ta biết rồi, chúng ta có hai cái kỳ đại hội thể thao. Đấy chính là cái lúc mà chúng ta tổ chức trổ tài. Đấy, đúng không? Đại hội thể thao hay là gala hay là du lịch. Đấy, sắp tới gần đây nhất là tháng 4 là cái chương trình đại hội thể thao toàn quốc của Bắc Hôm. Đấy, vẫn bao gồm những cái chính như thế là đá bóng. Đấy, đá bóng nam, rồi là bia. Đấy, bia và đá bóng nam. Ngoài ra có thể thêm một số những cái nội dung khác như là đế chế, số những cái chương trình hotline, bán hotline thì chúng ta sẽ lưu ý trong cái đại hội tháng 4 này. Trong thời gian còn lại chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho các anh em tháng 2, với lại hai nữa là chúng ta cũng sẽ tổ chức ngày Valentine cho các bạn. Nên là chúng ta mỗi người chúng ta cầm ghế nhá, cầm ghế xuống tầng 4, nhớ là để giày dép bên ngoài nhá, giày dép mà vì thảm chúng ta mới trải thảm nên đi giày dép là nó hư luôn, là sau là khó. Đây là một anh em để giày dép trên này, đi cầu thang máy xuống. Ngồi đất được tí là đau lưng ngay. Thôi mọi người, chúng ta xách ghế chúng ta xuống anh.